đang đi trên đường thấy chiếc xe tải màu hồng siêu cute phô mai que luôn, cái tấm bạt đậy xe nguyên màu hồng mới xịn sò chứ. Phía đầu xe thì dán đề can Hello Kitty nhìn cũng cute nữa, còn chị Tài thì đang lái xe tay còn cầm hộp sữa nút lia lịa, mà ai để ý cái ghế với giường sau cũng màu hồng luôn không.